Hello mọi người, sau bao nhiêu ngày kẻ trái rồng thì ngày này cũng đã tới. Ai xem hành trình này từ tập đầu thì sẽ biết, tuy chỉ là những đoạn video ngắn thôi, nhưng tôi đã bỏ khá nhiều thời gian trong đó, để arc này sớm trở nên VIP nhất thì vẫn sẽ còn nhiều thứ để làm. Hoặc sẽ bỏ hành trình này tại đây để qua một con game khác chẳng hạn. Nhưng đừng quên, nếu bạn muốn mua Zabuck thì hãy đến ngay với Gamerlucksiêurẻ.com, nơi bán Zabuck và ếch cực ngon và đặc biệt uy tín. Và là nơi bán game pass trái ác quỷ vĩnh viễn cực rẻ, với những vòng quay ra bức dễ trùng đến tận 18.000 ra bức. Và shop còn có cả gian đo mạc, cũng như có thể tự chọn lạc xị để mua. Nếu bạn có điều kiện thì hãy đến với shop gamerlucksiêurẻ.com nhé. Như mọi người đã biết thì khi trái rồng chưa đủ 600 cấp thì không thể biến thành dạng rồng đen được. Và giờ thì hình dạng thứ hai của con rồng, hay còn gọi là Duck Dragon, thứ mà ai cũng muốn sở hữu đã thuộc về tay của thằng Utter này. Và giờ là công đoạn khó nhất, đó là phải làm sao để bay lọt vào cái lỗ màu đen kia. Nhưng không sao, tôi đã gắn cái tên lửa vào hai cái chân nên sẽ dễ điều khiển hướng bay để bay lọt vào khe kia dễ dàng hơn. Đó, lý thuyết với thực hành nó dễ như chơi game vậy, mọi người cứ làm theo video là được. Và giờ tôi sẽ vứt bỏ đôi cánh màu xanh của Kaido đi, để thay vào đó là đôi cánh của một con quái vật. Nó sẽ là một cỗ máy để tôi bước đến với danh hiệu 30m bounty. Giờ thứ còn lại chỉ là thời gian thôi, mấy anh trai 30m đợi em nhé. Đến lúc đó bẻ cổ mấy anh dễ như trở lòng bàn tay. À, mấy thanh niên xem video này đừng xuống bình luận gạ solo đổ nhé. Tôi không muốn kiểu phải đi kết bạn để solo đâu. Nếu có duyên sẽ gặp trong server thường, còn không có duyên thì gặp trên video. Và mấy anh xa gặp được tôi thấy tôi đi săn bounty thì đứng im kêu cho anh 3/3 nẻ là mình nhận hết nhé. Tôi không ngại đâu mấy bạn, hoặc xuống comment chat, set, zip A còng em 3/3 và chat tên lên, kéo xuống phần mô tả video, ấn vào bờ rồ phai ra bơ lắc của tôi kết bạn, xin cái thời gian gặp thì tôi sẽ kết bạn nhé. Và cái này chắc không phải là ăn xin online đâu đúng không nhỉ? Nãy giờ ông kia đùa đó, chứ trình tôi cao lắm, tự săn cũng được, nhưng ai có ý tốt muốn giúp tôi thì có thể làm theo. Giờ thì phải thử dạng rồng mới thôi, đi khoe làng khoe xóm các kiểu, thiệt chứ chỗ tôi chắc có mình tôi thấy. Tôi bờ dâu vãi, chẳng ai có được rồng 600 cấp cả, mà có khi còn chưa ăn được trái rồng nữa chứ. Có trong dương mà không dám ăn, để chẳng biết làm gì, ai thấy nhột thì cho xin một like. Và đây là Duck Dragon, chắc trong server này chỉ có mình tôi có, còn mấy server khác thì không biết. Rồng này tuy đen như cục than, nhưng đây là cục than trong lò luyện đơn. Cùng với tộc V4 thì thật sự mọi người sẽ không hình dung nó mạnh đến mức nào. Giờ thì thử chiêu của trái rồng, mặc dù nó y chang dạng rồng 350 cấp. Lấy hết cả hai con mắt. Trước đây là video đầu tiên trên kênh tôi không trẻ nhạc vào. Và đây là nụ cười của kẻ chiến thắng. Video cũng ngắn quá rồi nên sẽ tạm ngừng tại đây. Ai yêu quý gì tôi thì hãy để lại một like và một sub.